một củ sạc dự phòng 2000mAh này sẽ làm được những gì các bạn có biết không? Hãy cùng mình trải nghiệm thử nhé. Thì đầu tiên là với thiết kế cực kỳ đầm tay luôn, như một chiếc điện thoại vậy, cầm vừa gọn trong lòng bàn tay. Tuy là nó có hơi nặng một tí nhưng mà cũng vừa túi cho các bạn. Cái thứ hai, ở màn hình trước sẽ hiển thị là số phần trăm pin còn lại ở trong chiếc pin dự phòng này. Tuy kích thước nhìn có vẻ hơi nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mà công suất nó lên tới là 2000mAh đó. Với thiết bị này sẽ có hai đầu ra, một đầu là USB Type-C, cũng như chúng ta sẽ có một đầu USB-A để chúng ta có thể cắm sạc. Và chúng ta sẽ sạc ở đây bằng sạc là micro USB. Nếu như các bạn đã thấy nó chưa đủ đúng không, chúng ta sẽ có thêm hai sợi dây kết nối ở đây nữa, một đầu là Lightning và một đầu là Type-C, hỗ trợ sạc cho cả iPhone lẫn Android, nên là các bạn thuận tiện khi mang theo cục sạc này theo bên mình nhé. Và đương nhiên hai sợi dây đó đều có công suất sạc nhanh, đối với đầu Type-C sẽ là sạc 22.5W, còn đầu Lightning sẽ là 18W dành cho cái thiết bị của các bạn. Nếu như các bạn cần một củ sạc nhỏ gọn vừa tay để đi du lịch thì tham khảo ngay tại Bạc Long Store, đường link để phía bên dưới nhé.